Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Winner X thế hệ mới V3 của năm 2022 được lên cho mình một màu sắc sơn độ 3D xanh tím cực kỳ đẹp và bóng bẩy các bạn nha. Ở mọi góc độ nhìn mẫu xe, lúc thì màu xanh, lúc thì màu hồng, lúc thì màu tím, nhìn cực kỳ ấn tượng trên mẫu xe này. Và ngày hôm nay thì mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này giới thiệu gửi đến các bạn ấy tại xe máy Đại Nam với địa chỉ ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, cách cổng chính của Việt Nam vào khoảng tầm 200m thôi. Với những bạn nào quan tâm hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình hoặc thông qua số điện thoại của bạn Trang với số điện thoại kèm theo Zalo các bạn nha. 0362973808 sẽ được bạn tư vấn cụ thể gửi tới các bạn. Và ở video này cũng như kênh Slot ấy, mình sẽ liên tục quay riêng từng chiếc xe một để làm sao các bạn có thể nhìn ngắm được mọi góc độ trên xe này, 360 độ chi tiết của từng mẫu xe một, đưa ra quyết định lựa chọn cho mình. Nên các bạn cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét, mình sẽ liên tục cập nhật và cố gắng gửi đến các bạn những video hay hơn, chất lượng hơn trong thời gian sớm nhất các bạn nha. Màu sắc rất bóng bẩy và đẹp luôn. Ở mỗi góc độ nhìn mẫu xe lại có một màu sắc riêng và từng cái nước sơn xe này đến tem xe đều được in chì 100% hết các bạn nha. Và được bảo hành lên tới 1 năm, nếu bị bong chóc này, mờ mốc lớp sơn, đại lý sẽ bảo hành cho các bạn một cách vô tư. Và đặc biệt hơn nữa là trên cà vẹt của bạn ấy sẽ là màu sắc này luôn, màu sắc xanh tím hoặc xanh đen tùy, tại vì những cái màu sắc đó các bạn có thể thay đổi toàn bộ được. Và đại lý cũng đã lên cho nó một số những cái món đồ chơi rồi, như cái ốp che xích này, vị trí ba ga để đồ bằng titan này, một số vị trí gù chống đổ trên xe. Và phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là một phiên bản cao cấp. Nếu các bạn để ý sẽ thấy rất rõ rồi, đây là một phiên bản là được lên cho mình với cặp phuộc màu vàng đồng, có trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Kèm theo đó nữa là hệ thống cổng sạc các thiết bị thông minh 2.1A, rất tiện dụng. Hệ thống đèn hậu phía sau đây các bạn có thể nhìn ngắm trên mình cho mình luôn. 100% full LED toàn bộ trên mẫu xe Honda Winix các bạn nha. Đây là một cái điều mà Honda đang làm rất tốt trên mẫu xe của mình. Giá đã rẻ rồi, lại được trang bị rất nhiều, từ chìa khóa thông minh, hệ thống phanh chống bó cứng ABS, cổng sạc, đến dàn đèn full LED này, cùng mặt đồng hồ full LCD, màn hình với rất nhiều màu sắc khác nhau, cực kỳ hấp dẫn và đẹp luôn. Hiện tại đại lý ngoài màu sắc sơn độ 3D trên mẫu xe này ra thì còn vô vàn các cái màu sắc sơn zin nữa các bạn nha. Giá bán cực kỳ rẻ luôn, dao động đâu đó trong khoảng tầm từ 37 đến 38 triệu thôi. Mức giá bán 37 đến 38 triệu tại khu vực miền Nam là chấp nhận được các bạn nha. Địa chỉ đại lý ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, cách cổng chính Việt Nam vào khoảng tầm 200m. Với anh em nào ở miền Nam hoặc một số tỉnh thành lân cận, các bạn đến trực tiếp đại lý để xem xe. Vị trí tay phanh tay khôn cũng được độ lên rồi, một số món đồ chơi, mặt đồng hồ full LCD các bạn có thể nhìn cận cảnh này, rất rõ nét các bạn nha. Thừa hưởng thiết kế từ mẫu xe CPR150R, các nút chức năng phím bấm trên xe thì vẫn chứa được đầy đủ. Với khối động cơ DOHC cam đôi 6 số, sản sinh ra công suất vào khoảng tầm 15,4 mã lực, các bạn đi tour đi phượt mẫu xe này cực êm, đầm và chắc luôn. Càng đi càng êm, càng đi càng đầm, đem đến những trải nghiệm cực kỳ thú vị trên dòng xe Winix, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Phuộc trước chắc chắn, phuộc sau thì êm ái, đem đến những cái hành trình rất thú vị cho những ai trải nghiệm trên mẫu xe này. Đây là toàn bộ khung cảnh bên ngoài đại lý các bạn nha. Xe máy Đại Nam rất chi tiết cận cảnh để với những ai quan tâm có thể tham khảo thêm thông qua video của kênh Top 5 cũng như kênh Giá Xe Lốp. Mình liên tục cập nhật giá bán ở các khu vực vùng miền, miền Bắc cũng có, miền Nam cũng có, thậm chí miền Trung cũng có các bạn nha. Miền Nam thì mình sẽ tập trung ở khu vực Bình Dương vì ở cái địa phương này rất nhiều bạn muốn mua và rất nhiều khá nhiều các đại lý nên có nhiều cái sự lựa chọn hơn cho các bạn. Mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Đại Nam để với những ai yêu thích cái màu sắc sơn độ 3D này có thể tham khảo thêm. Hoặc một số anh em ở khu vực miền Bắc ấy, thì sắp tới tại xe máy Lai Châu cũng sẽ có một số những cái phiên bản sơn độ 3D được đưa vào trong thành phố Hồ Chí Minh để sơn độ lên và lắp ráp lên chiếc xe. Với những anh em nào yêu thích cái màu sắc sơn độ có thể đến trực tiếp với xe máy Lai Châu các bạn nha. Trong thời gian sắp tới cũng sẽ có, tại vì giữa hai vùng miền nó khác biệt nhau quá nhiều, quá xa xôi để có thể ship xe được. Và hầu hết các đại lý đều gần như là không ship xe toàn quốc cho các bạn đâu. Vì khi ship xe ấy, thì các bạn phải biết bằng một điều ấy, là nó hay bị chảy xước này, hay bị hỏng hóc này, nên rất khó khi đưa đến tay các bạn mà nó bị làm sao đó thì các bạn lại trả hàng lại, rất mất thời gian mà lại mất công sức vận chuyển từ Bắc vào Nam hoặc từ Nam ra Bắc, nên rất ít đại lý muốn ship xe. Nên các bạn nào muốn quan tâm hãy đến trực tiếp đi, mất đâu một chút tiền nữa thôi, các bạn sẽ có cho mình những cái trải nghiệm thật sự là thú vị trên những dòng xe Honda Winix này. Bởi cái công vận chuyển từ Bắc vào Nam để có một chiếc xe Honda Winix này rất nhiều cái phí vận chuyển khác nhau, nên giá bán thành của miền Nam thường thường sẽ cao hơn
so với khu vực miền Bắc, tại vì công ty Honda Việt Nam luôn đóng tại vị trí ở tỉnh Hà Nam và tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nha. Do đó thường thường thì ở miền Nam giá bán của các dòng xe Honda, không chỉ dòng xe Honda Quick này đâu, mà tất cả các mẫu xe đều sẽ cao hơn so với khu vực miền Bắc. Đấy, mình có thể đưa ra một số dẫn chứng dữ kiện như vậy để các bạn có thể tham khảo thêm. Giá bán đã cực kỳ ok rồi, đem đến những trải nghiệm thú vị và ok rồi thì mình nên lựa chọn đi. Bởi ở thời điểm hiện tại, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mẫu xe này đang có mức giá bán rất là cao, dao động đâu đó trong khoảng tầm từ 49-50 triệu. Đặc biệt là mẫu xe Exciter 155, còn mẫu xe Exciter 150 thì cũng phải vào khoảng tầm từ 43-46 triệu trong phiên bản khác nhau. Hiện tại thì Exciter tại khu vực miền Nam lại rẻ hơn so với khu vực miền Bắc. Mà với những bạn nào quan tâm vẫn có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình các bạn nha. Và đó là một số những cái thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ nhanh gửi đến các bạn thông qua video này. Và chiếc xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, nếu là sơn zin sẽ có giá dao động trong khoảng tầm từ 37-38 triệu. Còn sơn độ 3D các bạn cứ cộng thêm cho mình 2 triệu trên từng mẫu xe. Với phiên bản này sẽ có giá vào khoảng tầm 40 triệu các bạn nha. Vì được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS này, cùng nước sơn độ. Sơn zin là 38 cộng thêm 2 triệu là 40 triệu cho mẫu xe này. Một số món phụ kiện trên xe khi các bạn mua mẫu xe Honda Winix ở đây sẽ được đại lý giảm từ 10-50% giá trị phụ kiện trên xe, để các bạn nào muốn lắp đặt thêm một số những cái nội dung trên xe để làm chiếc xe trở nên ok hơn rất nhiều thì các bạn có thể liên hệ để lựa chọn cho mình. Ngoài ra còn rất nhiều những món quà tặng hấp dẫn đến từ đại lý nữa trong thời điểm gần cận Tết cuối năm này rồi. Càng thời điểm cận Tết thì giá bán nó sẽ càng đôn lên một chút. Tuy nhiên thì kèm theo đó nữa là rất nhiều những chương trình khuyến mại khác nhau dành riêng cho các mẫu xe, đặc biệt là dòng xe Honda Winix trong thời điểm hiện tại. Và ngày hôm nay mình có mặt tại xe máy Đại Nam để gửi đến các bạn một phiên bản màu xanh tím này, gần như gọi là xanh tím hồng cũng được, trên cái mẫu xe Honda Winix rất đẹp ở đây để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Và với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình hoặc thông qua số điện thoại của bạn Trang, với số điện thoại mình gắn trên màn hình 0362973808 sẽ được tư vấn cụ thể gửi đến các bạn những thông tin chi tiết và chính xác nhất. Rồi, cái nói do này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa tôi lắm nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.